Rồi anh chào Phi ha. Mến chào là TK, chào cô chú anh chị đang xem kênh là TK. Con tên Hùng, thì chỉ con là Mỹ Thuận Tú Sóc Trăng ha. Số điện thoại con là 0967138038 ha. Số đó xài Zalo luôn ha. Con cũng cảm ơn cô chú anh chị em clip vừa ủng hộ con khá thành công ha. Con rất mong clip này cô chú tiếp tục ủng hộ con ha, để có động lực tìm cây đẹp phục vụ cô chú ha. Hôm nay con về một số cây si rút chậu với tùng phi lao với lựu với khế ổi, rất mong được sự ủng hộ của chú ha. Con làm mất thời gian của chú ha. Con vào cái này cái số 0 của chú. Cái này là cái lựu của chú. Lựu này mình trồng ăn trái được ha. Dòng này con ở đây khai thác thiên nhiên của chú. Này nguyên bể nhiều thân ha. Chiều cao 1,7 của chú. Nó tổng bệ gì là 41 ha. Nó một thằng đại diện bên đây ha, 10 11. Bên đây 13 của chú. 1 2 3 có cái này hơi nhỏ hay của chú. Đường kính bầu dài là 40 ha. Cái này nó cắn trên thềm xi măng ta của chú. Ở bên đây ha. Cắn trên thềm xi măng ha. Rồi cái lựu đầu clip này con xếp vô luôn là 1,3 triệu ha, con bao ship nha. Thiên tế quên tới đầu cái kia xuống. Tiếp tục con lên mã số số 1 này là cặp thiên tế của chú. Cái này hai cây gời của chú. Này con bán cho cô chú con cặp, con không có bao chậu ha. Cô chú nào có ấy thì con hút chậu bó bầu cho cô chú ha. Về cô chú nào tách ra hai cây cũng được ha. À, chậu số 7, cậu thì chậu xi măng em. Con nói trên này là 40 ha. Chiều cao con đo tới cái phôi cho đo tới cái lá ha. Là nó 28. Con đo vị trí này ha. Cái này là 42 ha. Chiều cao con đo tới cái thân này ha. Là 34 ha. Chiều bay dài ra gì là đo tới cái lá luôn là 60 của chú. Chiều cao đo tới cái lá luôn là 58 ha. Rồi cây số 1, cây thiên tế này con sẽ vô luôn là 1,5 triệu ha. Này nó ở ngoài đâu, ở ngoài đó đi. Cái này nó không thấm nước đâu. Siêu nặng. Bạn chút, bạn chút. Rồi. Nhưng vô chừng nha. Tiếp tục mã số 2 là con lên cây xanh đom đá của chú. Xanh này xanh gì của chú con cũng gành gì xanh ha. Này đom đá nặng của chú. Cô chú nào quấy con xin rút chậu nha, con cắt ngang đây của chú. Nguyên cục đá này nặng lắm, ba anh em khiêng cũng dắt bắt sang bang không chú. Mày già cho động nha ha. Hòn đá này cũng lâu lắm. Khi nào đi con cắt mấy cành thúc đẩy chút xíu cô chú. Để ship cho nó gọn thôi ha. Con đo mình cổ gì dưới này là 34 ha. Tổng cô đặt con gọn chỗ này là 84 ha. Tổng bộ đế nó là 139 của chú. Này ôm dính hết trơn ha.
này bẻ đằng chậu chú, đường dài 50 ha, ngang 34 ha. Trong thời gian con quay có vị trí nào của chú gõ kết bạn Zalo con ha, để xem thông số rõ hơn ha. Rồi cây số 2 này con xếp vô 3.700.000 ha. Củ bột má sắc sắc nãy đang lắc dời ra chết, từ từ khiến tiếp nha. Rồi mã số 3 này cây huy lao chú, cây này con thường sống khỏe ha. Cô chú nào ở gần thì con ship cho luôn chậu ha, cô chú nào ở xa thì con xin hút chậu ha. Cái chậu này không nhiêu tiền nhưng mà sẽ gửi xa bể cho cô chú. Con nói vị trí này ha, vị trí này là 68 ha. Chiều cao con đo tới cái phôi là 48 ha. Nó đang nằm cộng 5 ha. Cái này thật về con chú vô dây vừa luôn thôi chú. Rồi cây số 3 này con sẽ lưu là 2 triệu ha. Đại đó đắt sữa ha. Rồi tiếp tục lên số 4 là cây giấy Mỹ của chú. Cây này con cũng thường sống khỏe ha. Mới hút chậu ra của chú. Nó hoành cổ đây ha, hoành cổ đây là 40 ha. Chiều cao là 56. Cũ lượng chỗ này là 51 chú. Dưới đây là 54 ha. Đừng bầu 30 ha. Rồi cái giấy Mỹ 364 này cũng xin vô luôn là 1.500.000 ha. Đem vào nhà em nha. Dựa thấm mặn nặng. Rồi tiếp tục con lên mã số 5 cũng đòi giấy Mỹ của chú. Có đây là bị nhận chuyển gì bị chạy ha. Cái cây không ảnh hưởng gì của chú. Đây cũng được hai cái giấy Mỹ của chú. Hoành cổ 35 ha. Chiều cao 78. Tổng cổ đặt gì 54 của chú. Đường kính bầu 26 ha. Rồi cây số 5 này con xin cho luôn là cũng là 1.500.000 ha của chú. Nhẹ mà. Cái này là cây cha bồ đề đỏ nghe cô chú. Cha già dữ lắm già. Mầm đỏ chú, em đứng đây ha, đỏ đỏ ha cô chú. Bồ đề đỏ ha. Già cục cục chân ha. Rồi tổng cái cổ vị trí này là 68 ha. Tổng cua đặt gì 129 nha cô chú. Chiều cao 48 ha. Tán ngang gì là 90.
Đường kính bầu là 45 ha. Cái này cũng để giá sinh viên cho cô chú gì chăn nuôi thêm ha. Rồi cái bồ đề đỏ này con sẽ cho luôn là 2 triệu 200 ngàn ha. Con bao ship toàn quốc luôn ha. Nên con là bao ship bao sống nha cô chú. Lộn. Phải không? Rồi, tiếp tục số 7 là cái siêu chú. Cái này già dữ lắm cô chú. Có những vị trí này hồi xưa chủ nhà ta chặt á nó bị một như cái sành đá cho chú, quá đá chẳng ha, mấy điểm này ha, mấy cái đầu này về của chú đục đẽo ra giùm con ha, này nữa ha. Cái này đục lại đẹp lắm cô chú ơi, dạ dữ lắm dạ. Rồi vị trí này ha, vị trí này là 77 ha, ý 75 ha. Chiều cao 53 ha, đường kính bầu 40 ha, chạy ghê thiệt, kinh khủng. Còn thua Aero sao mà chạy dữ vậy? Cây số 7 cây si này con sẽ vô luôn là 3 triệu cô chú. Chiều quái không em ơi. Hàng tiến chọn. Cái này con cũng cây si cô chú khai thác tự nhiên ha. Nó già dữ lắm già ha. Nhìn nó quái gì giống con thú mà. Này về cô chú về tư duy liền con ha. Đục bể liền bể ha. Nó già lên da động nha cô chú. Rồi, tổng 7 ha. Tổng 735 ha. Chiều cao đo tới đây ha là 41 ha. Tán ngang gì là 71 cô chú. Đến bầu dài là 64 ha. Quá trời cái bể. Bể to mà giá sinh viên. Rồi cây số 8 này với luôn là 2 triệu 400 ngàn ha. Xì mầm ha. Rồi tiếp tục con lên cây này, cây si nữa cô chú. Là cây si gút chậu không gài bỏ trong mát nên nó trắng nha, cái này si phố hồng ơi chú. Cái này hút chậu ha. Cái này người ta ghép cho Nhật cũng cắt tới đây là hết rồi ha. Hết cho Nhật rồi còn si không ha. Đo hoành cổ vị trí này là 42 ha. Tổng bệ đặt nó 150 vô. Chiều cao 50 ha. Đường kính bầu 43. Cái này đang xì mẩm nha cô chú. Búp hồng ha. Rồi cái mã số 9 này con cũng xin phép cho luôn là 3 triệu 200 ngàn ha.
Rồi số 10 cũng tiếp tục là cây si của chú ơi. Cây này có hàng khai thác ha. Dạ dữ lắm dạ. Cái này cũng vận chuyển về với chạy ha. Sau này của chú chờ đến hôm này cắt ngang đây em con ha. Chừa đây chưa tha keo ha. Không bị dập ha. Chú có cái ghẻ này nó bị cháy chút xíu của chú. Sành đá cho nha, không ảnh hưởng gì nha. Lo eo này ha, vị trí này là 94 ha. Chiều cao 75 ha. Đến bầu ngang gì là 61 ha. Rồi cái mã số 10 này cũng luôn là 3.200.000 ha. Vô mấy vô, anh được nổi nhẹ. Rồi số 11 cũng là cái si rút chậu ha cô chú. Cái này rút chậu ha. Cái này có tử là đẹp ha cô chú. Chỉ cần có sẵn vậy ha. Này có cục lọc đây cô chú. Có vị trí này nó hồi xưa chủ nhà ta chặt cành hay không? Nó bị sành đá cho nha. Hay là cái này ha. Như cái này của chú, nó bị cháy đây nữa ha. Sành đá cho của chú. Cái mấy đầu rễ ha. Nó, trong chậu nó bảy chậu bò ngoài đất ha. Hoành thân vị trí này 85 ha. Chiều cao là 66. Được kính bầu 51 ha. Sau này chú nuôi thêm mầm đây nữa ha. Con chị tử chơi ha. Bán đùi gà, cá lóc, cá rô, tức cá mai sa, cá đồng hồ. Rồi cái 11 này con xích vô là 3.500.000 ha. Vừa mà gì đâu. Tăng tăng quỷ hay à, tiếp tục rồi coi lên cái xíu chậu chứ ai cũng về được 5-6 cái xì gì ha hiểu là rút chậu nhiều chứ mấy ghẻ này nó già quá bị nám mà cô chú ha. Đây có làm như trứng lọc này cô chú. Có chỉ này với trên tay cô chú. Già quá kêu nám ha, mà nó sành đá cho cô chú. Thằng chậu lâu năm. Nó hoành em chỉ này 52 ha. Tổng cú đặt 130 của chú. Chiều cao là 113 ha. Chậu này là chậu chậu 6 của chú, ôm hết luôn nha. Ôm muốn bít cái chậu luôn ha. Này con xin phép rút chậu bỏ vào nha cô chú. Cái này nặng lắm ha. Rồi cái mã số 12 này con xin phép giao lưu là 3.700.000 ha. Ê, ra đây hát cho đi vô đó. Rồi 13 này cặp voi của chú. Voi này rồi cũng giao lưu chưa thành công á. Cặp voi với cặp nai ha. Ưu tiên cho cô chú nào bắt hai cặp này con giảm tiền xe cho ha. Thì hoành thân nó cũng nhỏ nhỏ của chú ơi, tầm mười mấy ha, nguyên bụi ha. Nó chiều dài này mạch rưỡi. Tới cái đùi luôn là 2 mét mấy của chú ơi. Cặp này giống nhau ha. Này xương này
ngang cái bụng nó 160-170 cô chú ơi. Này mịn lắm cô chú. Cặp nào cũng như nhau ha. Này làm dính giống tới 90% ha. Tới đuôi hạt mấy ha. Này cũng 170-180 cô chú. Hoành thân nhỏ nhỏ ha, tầm 10 mấy 9 10 nguyên bụi ha cô chú, có hai giò nữa ha. Cái giò thôi chứ giờ về bẻ kẽm bẻ xuống con xíu nữa ha. Rồi cặp số 13 này con xếp vô là 12 triệu ha. 14 cũng là cặp nai cô chú ơi, hai con rồi có quay mà chưa thành công ha. Dài 121 ha. Con này dài cũng 125 tới cái đuôi. Ngang cái bụng 124 ha. Này 115 cô chú. Dài cái này là 113 ha. Này cũng 113 cô chú, giống nhau ha. Cặp này cũng xin phép là giao lưu là cũng là 12 triệu thôi cô chú. Con nào ưu tiên bắt hai cặp này con sẽ giảm tiền xe đỉnh ha. Mình lên cho Tùng luôn anh đây Huy ơi. Đấy ha. Ở đây 17. Hỏi đi qua lại. Rồi 15 là cây khế cô chú. Cây này con mới về ha. Cây này chiều cao trên 3,5 m ha cô chú. Từng cái cành bay ra đó mà tầm 1,5 m trở lại ha cô chú. Cây này bay khá nghệ thuật cô chú. Tầm 3,5 m. Này cái khế này con bao ship cho cô chú là 300 cây ha. Con ghép xe cho cô chú đi ha cô chú. Cái này để đều uống mặt của chú ơi. Nó hoàn thân vị trí này là 109 ha. Nó chặt nở không chú? 109 ha. Ồ, còn chút xíu vậy. 109 ha cô chú. Để quay bộ đế cho cô chú coi. Để chạy ra ha, ấm thì dựa cho cây khỏe thôi chú. Đường kính bầu là 1m01 của chú ơi. Rồi cái khế này con xin phép cho lưu là 8.500.000 ha. Con bao ship 300 cây luôn ha. Rồi mã số 16 là một cây ổi của chú. Cái ổi này là ổi nữ hoàng ha. Ngay chủ nhà nói ruột trắng, ruột hồng mà trái bự ha. Này có vị trí này là bị sành đá không chú, cái mấy cái này bị lỗ bị bù xe, em quay manh chỗ này đi đây cô chú ha, mấy cái đầu đó ha. Rồi con bao cô chú sống khỏe ha. Nó hoành thân vị trí này là 90 ha. Tổng cô đặt là 113 cô chú. Đường kính bầu dài là 94 ha. Này con bứng cặp đặt nhà cô ta ha, nên nó bị lép bên đây, còn ấm xì dừa cây khỏe ha. Chiều cao là 2,2 cô chú. Cái này con bao ship của chú toàn quốc luôn ha. Là cái ổi mã số 16 này 6.500.000 ha cô chú. 17 là một cây tùng phải không? Cây tùng La Hán ha. Chiều cao này có 2,5 m của chú. Này cây này của chú về vô dây dừa luôn ha. Chi cành nó sẵn ha.
Cái này con mấy cái này hay thác nhà dân không hay cô chú? Về cái này cũng 4-5 ngày ha, nhưng mà nó không xuống đá, cái này sống khỏe ha. Đế ngồi dân thú ha. Chiều cao là 2,5 m thôi chú. Nó hoành thân như thế này ha. Hoành thân như thế này là 39 ha. Chú cô đặt như thế này ha là 62 ha. Đường kính bầu dài là 52 ha. Tán ngang gì là 1,12 m không chú. Chiều cao là 2,5 m có hơn không chú. Chiều cao là 2,5 m hơn ha. Rồi cây tùng mã số 17 này con cũng xin phép giao lưu là 8.500.000 ha. Con bao ship toàn quốc luôn ha. Có vị trí nào chú gõ kết bạn Zalo con ha, để xem con số nó rõ hơn ha. Rồi lại quay manh hai cái này nữa. Rồi cuối clip con còn cây vú sữa, cây khế ha cô chú. Ở để ngoài luôn anh, để ngoài luôn anh dẫn. Cây 17 này cây khế không chú? Con về cũng lâu hả? Bây giờ cái cây đang đâm chồi sống khỏe hả cô chú? Cây này khế, này khế, khế chua hả cô chú? Cây này cành bay cũng khá là duyên ha. Nữa cô chú về trồng cho nghiêng xuống chút xíu một con ha. Là cái bay chật ha. Này đế cũng khá em. Hoành thân vị trí này cũng đo được 74 ha. Hạ xuống cô đặt này 84 cô chú. Chiều cao nó 119 ha. Cành bay ra đây là 64 cô chú, 65 ha. Đường kính bầu dài là 1,8 m cô chú. Mấy cây này con không đem làm xây được, có vị trí nào cô chú gõ các bạn Zalo con ha, để xem số gõ hơn ha. Hiện tại giờ ra bông cô chú, không lâu ra trái ha. Chú về dừa vô chậu luôn ha. Đây sống rất khỏe ha. Rồi cây mã số 17 này cũng có giao lưu là 5.500.000 ha, không bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp tục cây cuối clip con cây 19 là cây vú sữa ha cô chú. Con có giao lưu rồi nhưng mà chưa thành công ha, do cây nó chưa có năm chồi ha, nên cô chú sợ nó chết ha. Nhưng con bao sống cho cô chú ha, chết cây con đền cây ha, chứ không có đền tiền cô chú. Chiều cao tới đây là 1,27 m ha. Hoành thân của nó chỉ dưới này là 145 của chú. Cái này chi cành có đều của chú ơi. Mầm trồi lên sống khỏe ha. Hay luôn ha. Hiện tại là sống khỏe ha. Đường kính bầu là 1,3 m của chú ơi. Cái này có cái lỗi bên đây không chú, em quay đây mình anh cái phê. Cái này cũng ủ gom sống khỏe. Cây bên đây có lỗ ở đây không chú, mà bị sình đá chứ không chú. Đây ha, dưới này ha, bị sình đá chứ không chú. Dòng cây trái này kéo nhựa bo lại chứ không chú, dưới đầu bên này ha. Rồi cây mã số 19 này con sẽ ví dụ là 15 triệu ha. Con bao ship toàn quốc luôn ha. Con cảm ơn cô chú đã xem hết clip rồi. Con trân trọng kính chào, con cảm ơn cô chú ạ.